Anh hai. Kelly, anh biết nhất định em sẽ tới tìm anh. Anh có biết lúc anh gọi điện cho em có ai cảnh sát đến nhà em không? Tại sao lại khờ dại bỏ trốn như vậy chứ? Anh làm vậy là nguy hiểm lắm, hay là anh tự thú đi? Không được, nếu bây giờ anh tự thú thì anh sẽ ở tù ít nhất 90 năm. Anh cực khổ làm mấy nhiêu chuyện, anh không thể đẩy mất tất cả. Thậm chí nếu có ở tù, anh cũng không thể vô duyên vô cớ như vậy chứ tội giùm cho người ta. Anh hai, anh nói gì vậy? Lúc trước em hỏi anh, thật ra ai đã bỏ vốn cho anh làm công ty dựng chuyện, anh là chủ mưu đằng sau. Đúng ra anh không muốn nói, cho tới lúc này nó bất nhân anh bất nghĩa, anh không nói không được. Tên chủ mưu đằng sau này thật ra là Kevin. Kevin? Chính nó đã móc nối các đường dây cho anh đứng tên. Thực chất buôn lậu là chủ ý của nó. Anh nhất thời bị phân tâm nên mới để nó sai khiến, làm tay chân cho nó. Anh hai, người anh nói có phải thật không? Đúng ra anh muốn trọng nghĩa khí, không nên nói ra. Không ngờ nó quay đầu lại phản bội anh. Mới xã hội đen tới tìm anh thủ tiêu. Cũng may số anh lớn, anh mới về đây gặp được em. Bây giờ anh đã mất hết tất cả. Thằng phản bội Kevin này, từ đầu anh không biết tin tưởng nó. Kevin? Thì ra là anh. Anh hai, tại sao anh khờ dại không nói ra sự thật? Kevin là kẻ bày ra, anh đã nói rõ cho cảnh sát biết chứ. Dù ít thôi, thực chất anh không có chứng cứ chỉ tội nó. Mỗi lần giao dịch không có chỗ nào mà qua tay nó được. Từ đầu anh đã nghĩ ra nó làm vậy là không cần chịu tội. Anh phản đối em và Gia Hùng quen nhau là anh biết nó sẽ bất lợi với Gia Hùng. Nó ôm mối hận thù trở về họ Cam là muốn lấy lại những gì nó đã mất. Em kêu Gia Hùng cẩn thận một chút, người kế tiếp nó sẽ đối phó là Gia Hùng. Từ lâu Kevin đã muốn Gia Hùng chết rồi. Còn anh, anh thế nào? Anh không sao. Anh đã tìm được đường dây, hôm nay rời khỏi Hồng Kông. Em yên tâm đi, khi nào tới Đài Loan anh sẽ liên lạc với em. Anh hai, anh hãy cẩn thận một chút. Gia Hùng, anh ra đây đi, em muốn gặp anh. Colin, có chuyện gì? Anh đến rồi hẳn nói. Chuyện này có liên quan đến anh hai. Anh hãy nhớ đến một mình tôi, đừng để cho người khác biết. Chào Kelly. Đến lâu rồi à? Sao anh đến đây? Còn Gia Hùng đâu? À, lúc nãy khi anh vừa ra ngoài, tình cờ gặp lại người bạn cũ, nói là có chuyện cần bàn. Đúng ra anh cũng không muốn đến làm kỳ đà, cản trở hai người tâm sự. Nhưng anh nói dù sao, lát nữa cũng phải đến tổng công ty họp, nên không có gì. Em không ngại chứ? Xin hỏi hai vị dùng gì? Đợi lát nữa đã, còn một người chưa đến. Vậy được. Thật ra anh đến trễ nãy giờ em không đói sao? Hay là gọi đồ ăn trước đi. Tôi không muốn ăn. Dạo này xảy ra nhiều chuyện, cũng không thể trách em. Nói gì thì nói, Frankie dại quá. Tại sao anh lại không biết nghĩ đến tương lai, chạy đi buôn lậu chứ? Lại còn đòi bỏ trốn nữa. Tội tình gì. Thật ra anh cảm thấy trong lúc này ảnh nên bước ra. Dù chuyện gì cũng còn thương lượng được, dù sao cũng là chỗ quen biết. Nếu ảnh cần anh nhất định mướn một luật sư giỏi nhất cả vụ này giùm ảnh. Hơn nữa ảnh trốn được một lúc không trốn được suốt đời. Nếu ảnh đến tìm em nên cố gắng khuyên ảnh. Anh nói bao nhiêu chuyện, cũng chỉ muốn nói cho anh biết ảnh ở đâu để em đối phó ảnh phải không? Thì ra hai người ngồi trong kẹt này, chút nữa thì tìm không ra. Xin lỗi, tôi không thể giúp được gì cho anh. Kelly, gì vậy? Em đã biểu anh đến một mình thôi, đừng nói cho người khác biết. Tại sao anh lại ở đây chứ? Kevin đâu phải là người ngoài. Hơn nữa em nói là muốn bàn với anh về chuyện của anh hai mà. Chuyện của anh hai em tức là chuyện của công ty hàng không. Cho Kevin biết cũng đâu có vấn đề gì. Em làm gì nổi cáo như vậy? Kelly, 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 thật sự xảy ra chuyện gì? Cho dù em giận, anh đã rủ Kevin đến, em cũng đâu cần nổi cáo như vậy. Hơn nữa cho Kevin biết chuyện này thì đâu có vấn đề gì đâu. Vấn đề gì à? Anh có biết anh hai đã nói gì với em không? Anh nói toàn bộ sự việc đều do Kevin bày ra. Kevin là kẻ chủ mưu, tất cả chuyện buôn lậu đều do chủ ý của ảnh. Bây giờ ảnh không chỉ chạy được tội, đổ hết tội lỗi cho anh hai em gánh, mà còn không chịu buông tha cho anh hai của em. Anh muốn mượn dao giết người, giết luôn anh hai em đó. Kelly, em nói gì vậy? Em biết anh rất khó chấp nhận, bởi vì bấy lâu Kevin đã diễn kịch rất hay. Bấy lâu anh làm bộ ngoan ngoãn, giả bộ làm đứa em của anh. Nhưng ảnh về họ Cam thật sự để trả thù. Anh muốn đối phó với người họ Cam, nhất là anh. Em đừng nói những chuyện hoang đường đó nữa.
Thực tình Kevin muốn hãm hại anh, bởi vì bấy lâu anh ôm hận trong lòng, cảm thấy anh đã cướp hết mọi thứ của anh. Bấy lâu anh hai em phản đối chúng ta quen nhau là vì anh biết rõ tất cả âm mưu. Những câu nói này đều do anh hai của em nói ra. Kelly, anh của em đang viện cớ để chối bỏ trách nhiệm. Anh thật không hiểu đến bây giờ mà anh vẫn muốn bôi nhọ Kevin. Xem chút anh đã bị hại chết, vậy mà anh cũng không chịu tin. Anh không tìm được lý do gì để tin tưởng anh. Nếu anh nói Kevin là chủ mưu, tại sao anh không khai với cảnh sát? Bởi vì không có chứng cứ cụ thể. Thì bởi vì không có chứng cứ cụ thể, anh biết ảnh là anh của em, cho nên em tin ảnh. Nhưng mà như vậy gọi là nhân nhượng tình cảm. Phải. Thứ nhất ảnh là anh của em nên em tin ảnh. Anh cũng vì Kevin là em của anh nên anh bảo vệ hắn. Nếu Kevin không có tham gia, tại sao anh của em lại moi hắn ra? Em hiểu rõ con người của anh hai em. Anh nghĩ sao thì nói vậy thôi, chứ bao giờ anh thêm thắt bị đặt. Anh nói em nhân nhượng tình cảm, cái nhân nhượng tình cảm chính là anh. Kelly, Kelly, bình tĩnh lại đi Frankie. Nếu anh cần tiền tôi sẽ đưa cho anh. 1 triệu hay 2 triệu anh nói đi. Bấy nhiêu tiền muốn đuổi tao đi à? Mày coi tao là ai? Tao bị mày hại mất hết tất cả, suốt đời phải trốn khắp nơi. Mày hốt được quá nhiều, cũng cần phải chia một ít cho tao. Mày kể đi, tao cần 10 triệu. 10 triệu mày phải đưa cho tao. Anh đòi 10 triệu trong nhất thời tôi làm sao đưa cho anh? Cho dù anh cần, tôi cũng phải đến ngân hàng rút cho anh chứ. Tao không tin mày nữa đâu. Chỉ cần mày gọi điện tới ngân hàng, chuyển số tiền đó qua Mã Lai, tao sẽ tự có cách để rút. Gọi, gọi đi. Xe của Kevin kìa. Số tiền đó chưa nào mới chuyển qua bên đó. Mày đừng giỡn với tao nghe chưa. Tôi không có. Chuyển tiền cần phải có thời gian, huống hồ là 10 triệu tiền mặt. Nếu mày giỡn lại với tao, tao sẽ bắn nát sọ mày. Đừng mà Kevin. Anh hai. Anh Hùng cứu em với. Không được tới gần, tao sẽ bắn chết nó ngay. Anh đừng làm mỹ, đừng làm hại Kevin. Mày là thằng ngu, cho tới bây giờ mày vẫn còn thương nó. Nó ăn tươi nước sống mày, mày cũng không biết. Anh đừng nói những chuyện đó với tôi không tin đó đâu. Anh đừng làm hại Kevin, nếu không anh sẽ ở tù xuống đây. Mày nói cái gì? Được, nếu muốn mày cứ gì qua đi, tao không để nó thoát được. Cho dù tao có chết, tao cũng sẽ chết chung với thằng phản bội này. Đừng mà, đừng. Giáo Hùng, anh đừng vô động. Anh đừng để em vô động khuyên anh. Anh đừng làm bậy, ok? Ok. Anh hai, là em đi. Anh hai, anh đừng làm bậy mà, anh thả ảnh ra trước đi. Nó hại anh như vậy, em muốn anh thả nó ra sao? Anh đã làm lỗi hết một lần rồi, anh không thể phạm nữa mà. Anh bị như vậy là tại nó hại anh. Nó bắt anh làm bia đỡ đạn, bắt anh kết hết vào tội lỗi, còn bản thân nó thì không có gì hết. Nếu số của anh khùng lớn, từ lâu anh đã bị nó đem đi tế sống rồi. Mày muốn tao chết, tao sẽ chết chung với mày. Đừng mà anh hai, đừng mà. Thằng phản bội như mày, để cho mày sống chỉ hại thêm nhiều người mà thôi. Bây giờ tao bắn nát sọ của mày, để mày không hại được ai nữa. Đừng, đừng giết tôi, đừng giết tôi mà. Đừng giết tôi. Anh đừng khờ dại quá, nếu anh giết anh sẽ mãi mãi không thể quay lại được nữa. Nếu anh có chuyện gì, còn em thì sao? Anh đã hứa với ba má, anh nhất định phải lo cho em. Anh quên rồi sao? Nếu anh giết anh sẽ ở tù suốt đời. Cho dù anh giải thoát, anh cũng phải lẩn trốn khắp nơi. Anh mất hết tự do có đáng như vậy không? Nghe em nói đi được không? Không lẽ anh nhẫn tâm bỏ rơi một mình em sao? Tình hình thế nào? Em của tôi đã bị uy hiếp, người đó có súng. Vì lại người như vậy ở tù suốt đời đáng lắm sao? Hắn mới là chủ mưu. Bây giờ chúng ta bắt hắn ra ngoài, bộ hắn nhận hết những gì hắn đã gây ra trước mặt Gia Hùng. Được, anh đồng ý. Mày đi lại. Kevin, con không sao chứ? Không. Đừng mà anh hai. Kevin.